là hồi cứu hay là tiến cứu thì nó không phải là phương pháp nghiên cứu, mà nó là cái cách em thu thập số liệu tại cái thời điểm nào thôi, trong tương lai hay trong quá khứ. Hiểu không nhỉ Hương nhỉ? Bạn Hương bạn hỏi là thiết kế. Ôi nhiều câu hỏi quá nhờ. À, tôi sẽ cố gắng trả lời một hai câu hỏi nữa, nếu không hết thì tôi trả lời buổi sau nhá. Vì bây giờ tôi lại đến cái phần tôi dạy học cho một bạn khác rồi. Bạn Hương bạn hỏi là cho em hỏi thêm phần thiết kế nghiên cứu em tham khảo có tác giả ghi là mô tả cắt ngang, có bài báo ghi là tiến cứu mô tả cắt ngang, vậy nên theo cách ghi nào? Thế thì như này, khi mà nói về thiết kế nghiên cứu ấy thì nó không có thiết kế nghiên cứu tiến cứu, mà nó chỉ có thiết kế nghiên cứu cắt ngang thôi. Thế còn cái tiến cứu hay là hồi cứu là cái cách mà mình thu thập số liệu. À, bạn hiểu không? Là cách mình thu thập số liệu, mình thu thập tiến cứu thì đấy nó gọi là mình thu thập ở cái thời gian trong tương lai. Thế còn hồi cứu tức là mình thu thập ở trong thời gian trong quá khứ. Thế thì tiến cứu hay hồi cứu thì nó thể hiện là gì? Là mặc dù là mình thu thập ở trong quá khứ hay là trong tương lai thì cái đối tượng đấy mình chỉ quan sát họ một lần thôi, mình cắt nó một lần thôi, đúng không? Nó cắt nó một lần thôi thì nó vẫn là cắt ngang, hiểu không nhỉ? Cho dù là trong tương lai, trong quá khứ thì mình chỉ hỏi người ta đúng một lần thôi, đúng không? Thế còn nếu mà giả sử như là đối tượng mà mình vẫn là một đối tượng này, mình theo dõi dọc theo thời gian, mình hỏi họ ở thời gian này, đúng không? Thì lúc đấy nó gọi là thiết kế nghiên cứu, gọi là theo dõi dọc, trong tiếng Anh nó gọi là longitudinal study. Thế còn ở đây là gì? Là hồi cứu hay là tiến cứu thì nó không phải là phương pháp nghiên cứu, mà nó là cái cách em thu thập số liệu tại cái thời điểm nào thôi, trong tương lai hay trong quá khứ. Hiểu không nhỉ Hương nhỉ? Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.